Để chỉnh giờ mẫu này thì đầu tiên các bạn ấn nút mode để chuyển chế độ. Đây là chế độ hiển thị nhé. Ấn này là sang chế độ báo thức của chữ AL. Ấn thêm một lần nữa ra chữ ST trên này. Stop time là chế độ bấm giờ. Ấn thêm một lần nữa vào chế độ chỉnh giờ. Ở chế độ này thì cả phần dây này và phần dưới này sẽ nhấp nháy này. Đó. Thì ở chế độ này chúng ta sẽ dùng nút dưới bên phải này để chúng ta đổi giữa các phần cần chuyển. Đấy, tôi ấn một lần là ra giờ này. Ấn lần nữa ra phút. Ấn lần nữa ra. Ở đây là tháng. Trên này là ngày này. Ấn lại lên ngày. Ấn nữa sang thứ. Đó. Thì cái phần nào nhấp nháy thì các bạn sẽ ấn nút trên này. Đây. Để chỉnh cái phần đấy. Đấy. Ấn nó sẽ tăng lên. Chỉnh xong rồi ấn nút mode là xong. Đó.